Em Trần Anh Ô Tô gửi lời chào toàn thể tất cả các anh chị thân thương nha. Trần Anh vừa mới về đây, vừa mới về con Honda Accord. Con này nhập Mỹ anh chị nha. Con này máy 2.2.1, hàng nhập Mỹ nguyên con nha anh chị nha. Bản số 77A01753. Đây là đồ, ở trước này nó có cái sơn của nó có hơi bị chóc đó nè. Em vừa mới về đây, đang để cái chỗ mấy anh em làm đồng sơn của em đây ạ. Ngày mai là em cho tiến hành dặm lại cái đầu trước của nó nha. Toàn bộ con xe là phủ sơn rin hết 100% nha anh chị nha. Đây nè, đó có mấy chỗ nó bị chóc nè anh chị thấy không? Đó, nó bị một xíu cái cạn với cái đuôi một tí xíu thôi. Hàng nhập Mỹ nguyên con ạ. Chất máy bao cọp luôn nha anh chị nha. Nào, hàng nhập Mỹ là mâm nè, mâm đúc nguyên bản nè. Đó, gầm bề ở trong là không có một xíu bụi mọt anh chị nha. Con này xong rồi Trần Anh sẽ đăng clip chi tiết cho anh chị. Trang bị theo xe là cửa sổ nóc nha. Đây là anh chị coi nhìn đồng sơn nữa nè. Nếu mà anh chị đã biết sử dụng Honda Accord hàng nhập Mỹ, anh chị đã từng chạy qua nó rồi, anh chị biết cái chất lượng về cái con xe Accord này và tốc độ của nó như thế nào rồi ạ. Gầm bề thì rất là chắc chắn luôn ạ. Bốn vỏ nè, bốn vỏ mới 90%, không đúc nè, nguyên bản theo xe nè, biểu tượng Honda luôn ạ anh chị. Nè, cần anten nguyên rin đô xe nè. Phần đuôi sau đây ạ, cạn đuôi cá nguyên bản theo xe anh chị nhé. Honda nè, bản số 77A01753 nhé. Accord đây ạ. Trang bị một cái màn hình cam dê, ở đây có chỗ một hai chỗ nó bị chóc ra nè anh chị coi nè, đó nó bị chóc ra. Trần Anh cũng vừa mới về thôi, để em đưa qua đây cho người ta làm hết anh chị nha. Thêm một con Honda còn ở bên Trần Anh nữa nè. Em về rất là nhiều Honda còn anh chị nha. Đây là anh chị có những cái sóng gân nè, sơn rin nè. Đó, sơn rin này phủ hết cả con luôn. Qua thời gian 5 tháng thì nó có bị trầy trụ thôi, chắc chắn rồi. Đời 1995. Nhập Mỹ anh chị nha, con này nhập Mỹ luôn. Đó, chất xe nè, đi con xe rất là cọp luôn ạ. Gầm bề là không có một xíu mục nha. Máy Trần Anh bị hết lép rồi, không quay gầm với máy được ạ. Để em cho dọn dẹp xem quay chi tiết cho anh chị coi nè, ghế nè. Bước vô phần nội thất nè, anh chị coi ghế nè. Cái ghế da của nó là nó xịt nè, anh chị thấy nó dày không? Đó, ghế da của nó dày lắm. Đây nè, học thì tay nè. Nguyên bản theo xe nè, anh chị coi nè. Nè, khóa mở cốp sau nè, đó anh chị thấy không? Loa nè, học tay gối nè, đầy đủ theo xe hết nhá, không thiếu bất cứ một cái gì luôn. Nguyên bản nè, trần là trần da anh chị nhá. Cửa sổ nóc nè, sàn là sàn đỉ nguyên rim theo xe nè anh chị coi nè. À, sàn da chứ đây ạ. À, theo chỉ trong nách nè, không có một xíu cứng đục con vên tapi cửa nè, rất là xịn anh chị thấy không? Rất là xịn luôn. Chất xe bao cọc. Đây nè, anh chị xem nhé, tapi cửa nè, nguyên bản theo xe hết nè. Bốn cánh chỉnh điện nè, cũng vừa mới lấy về thôi nha anh chị nhé. Trang bị bộ gối thể thao rất dễ thương, rất cá tính luôn. Đó, bộ gối đây, đây là phần tắp lô, anh chị coi phần tắp lô của con xe nhé. Xe là bao cọp trên những bao cọp luôn nha anh chị nhé. Con số đây, đó, cùng con số nguyên bản theo xe nè. Đây ạ, da nè, nỉ nè, ở trong là nỉ hết nguyên bản theo xe nè. Đó chị thấy không, vô lăng 4 chấu nha. Trang bị túi khí nè, trang bị màn hình cam dê đầy đủ như con xe. Trần Anh sẽ vô phần máy, Trần Anh test cho chị xem nhé. Chất đóng cửa nè, đẹp lắm, rất khích luôn. Bốn vỏ được rất mới anh chị nha, mâm đúc nguyên bản theo xe đây. Máy móc đang nổ nè, không nghe tiếng động luôn nha anh chị nha. Máy nổ rất là êm, không nghe một tiếng động luôn. Trần Anh về rất là nhiều xe cỏ anh chị ạ. Đây nè, tích hợp nguyên bản là gương chỉnh điện nè, lóc cửa mở cửa nè, đây nè, đó, lóc cửa nè, lóc cửa tự động hết nhé. Bốn cánh chỉnh điện rất là nhẹ nhàng nè, đó chị thấy không? Bốn cánh chỉnh điện nè,
đây nè, đó, mọi thứ chức năng còn hoạt động rất là ok, mua về chỉ sử dụng thôi, anh chị thấy không? Đây nè, cốp nè, đó, kéo cốp, cốp nó được mở nè, mọi thứ mặt tem nguyên bản của xe đây, đây chừng anh vô chừng anh test cho anh chị coi nhé, đây nè. Đèn nè, đó anh chị thấy chất xe chưa, em đẹp tới đâu là ga lên tới đó luôn. Vô lăng nè, những cái phần ga vô lăng nè còn rất mới anh chị nha, trợ lực lái ngồi một chỗ sau vô lăng nè, rất là nhẹ luôn. Ổ khóa nè, ổ khóa nguyên bản của xe nè, côn số nè, đó đây là họ hàng hàng nhập anh chị. Đó, học vì tay đây, học vì tay đây, khay nắm nè, mở lên nè, chất xe bao cọp luôn. Đây là cửa sổ nóc anh chị nhé, cửa sổ nóc chỉnh nè, đó, cửa sổ nóc nè, cửa sổ nóc chỉnh toàn diện nhé. Có phong dáng rất là đẹp anh chị thấy không, đóng cửa sổ nóc nè, mọi thứ chức năng đầy đủ hết, không thiếu một cái gì luôn ạ. Máy móc cực chất nha, trang bị một cái màn hình nghe nhạc gì đây nè, có một cái màn hình nghe nhạc giải trí trên con xe đây. Chỉnh đèn sáng tối nè anh chị không, này đây là có nút chỉnh đèn sáng tối nữa nè, đó chỉnh đèn sáng tối nè, đó anh chị thấy không, mọi thứ chức năng có đầy đủ hết, mua về là sử dụng thôi. AC là chỉ cần test máy lạnh cho chị xem nhé, máy lạnh là mở là có rồi nè, đó máy lạnh là có rồi, đây nè, chừng anh đang lên ghe nhé, anh chị thấy không, chất không, đó xe rất là chất, nhồi ghe nào là lên ghe đó luôn nha anh chị nha. Cảm ơn anh ruột ở Gia Lai cấp cho em con xe cọp nhé. Đó, con xe này chừng anh dọn anh chị nha, chừng anh dọn có tầm 2 ngày rồi xong con xe này rồi. Chiếc xe thì bao cọp luôn ạ. Đây chừng anh test luôn phần phần máy cho anh chị coi nè. Xe không thiếu một cái gì luôn. Đèn còi xi nhan nè, đèn đang mở nè, sáng trưng đá đèn nè, đó phong dáng chị nhìn rất là ngầu không, không nguyên bản con Honda Accord đó, gầm bè là không có xíu mục mọt anh chị nhá. Đây ạ, máy móc này anh chị coi nè, rất là khô ráo nha, đây nè, coi xài 4 bếp full nha, 1, 2, 3, 4 nè, máy móc đang nổ nè, rất là khô ráo anh chị thấy không, không có dây điện lằng quằng nhá, hộp nguyên bản nè, chị vẫn còn trì nguyên bản riêng cho xe nè, chừng anh quay chi tiết cho anh chị xem nhé. Đây là anh chị, trụ nè, mạc tem là không có một xíu cứng đụng luôn chị thấy không, còn rất là liền vẹt nha. Đây là hộp của trì nguyên bản cho xe nè, zin từ AMZ luôn, chất máy nè rất là khô ráo nha, đó chị coi không, không có một xíu dây điện câu dằn dịt con xe này nhá, liền cái chiếc xe này bao cọp luôn, con này quá đẹp, đó chị thấy không, trụ cột của nó là nguyên bản hết từ AMZ luôn nè, mạc tem anh chị coi nè, đó đây nè, mạc tem nguyên bản cho xe hết tất tật nè, đó phong dáng con Honda Accord đây, chừng anh quay giờ này cũng 5:30 rồi anh chị ạ, chiếc xe đẹp lắm. Con này để chừng anh dọn xong rồi chừng anh
sẽ đăng clip chi tiết cho đến toàn thể tất cả các anh chị nha. Đó, phong dáng của Honda Accord nhìn rất là thể thao, anh chị thấy không? Cốp sau đây ạ. Cốp sau này đó, chị coi nè. Nguyên cái cốp sau của nó nè. Những cái sóng gân nè, trên cốp nè. Không có dấu hiệu là cứng đục luôn nha. Xe nè, coi da nỉ nè. Đây. Đây anh chị coi. Chừng anh quay hơi tối nó mất đèn led rồi anh chị. Nó bị yếu pin ạ. Vỏ xe cô đầy đủ nguyên bản đầu xe nhé, không có một xíu mục mọt luôn nè, nỉ nè, nỉ cách gì kìa, toàn bộ xung quanh hết con xe nè, không có một xíu mục mọt anh chị nhá. Đây nè, có những cái sóng gân của con xe đó nó còn liền lẹt lắm chị ạ, qua thời gian 5 tháng nhé. Đó, phong dáng con Accord đó anh chị thích những dòng này cứ alo trực tiếp cho Trần Anh ô tô. Màu xanh anh chị nha, con này màu xanh lơ, rất cá tính luôn ạ, rất mạnh mẽ luôn. Một lần nữa cho anh xin cảm ơn ạ, em xin chào và hẹn gặp.